Thả ra, thả ra. Không có được chảy ra bên mép là thua luôn nha. Rồi. Ừ, lập đi. Đấy, nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Mặt em nó vẫn có một cái nét gì đấy, nó rất là suy tư, mộng mơ. Tin nhở? Ủa có nuốt không sao cái cuốn họng nó nhúc nhích vậy? Có nuốt không? Không có nuốt hả? Hai hình thể à? Ờ trời đó, con gái con gứa thì để lông mũi vậy. Không? Khó cười thế quá. Khó cười thế. Em đang ngậm gì trong mồm thế nhỉ? Ừ. Ừ, ngậm đây. Nhìn nhau này. Không nói được không? Nói được hả? Nâng cấp độ 2. Ngày xưa, tôi có yêu một người phụ nữ. Tôi yêu người ấy say đắm, yêu thiệt là nhiều. Cho đến khi tôi thấy người ấy mặc một bộ đồ thì tôi không còn yêu người ấy nữa. Và đây chính là hình của người ấy. Ủa Tâm em bị từ lúc chị bịt mũi em không thở được. Em thở được không Khoa? Không thở được à? Xin lỗi nha, xin lỗi. Vâng thưa quý vị, như vậy là đội của Mạc Văn Khoa và Puka đã nhịn cười được 1 phút 59 giây. Và bây giờ họ sẽ có cơ hội để phục thù lại đối phương của mình. Và hãy xem là đội của Dũng và Dạ sẽ nhịn cười được bao lâu. Em nghĩ là đội của Khoa và Puka không có cơ hội để phục thù đâu. Bởi vì em tin vào khả năng ngậm của em là vô tận. Thưa quý vị, xem có ngậm qua được 1 phút 59 giây không nhá. Dạ vâng. Rồi nào nào bắt đầu đi. Rồi để em rồi, há mồm nào. Không chị có... Hồi nãy chị rót cho em, hãy để những người em há mồm ra. Tự phụng anh. Trời ơi. Nào. Ôi anh ơi, chị ấy xúc miệng đấy anh ạ. Rồi ngậm mồm vào nào. Nào. Ui trời ơi, em nói thật em chưa thấy người phụ nữ. Nào. Nào, sẵn sàng nhá. Sẵn sàng nhá. Nào, cất nước đi. Anh chưa bảo bắt đầu đúng không ạ? Nãy quay cái game này em đã nói rồi. Nãy chưa quay game này em đã nói kiểu gì chị cũng sẽ phụt vào mặt em. Kiểu gì chị cũng sẽ phụt vào mặt em. Mà mọi người không tin. Được chưa? Anh bắt đầu luôn nhá. Rồi bắt đầu xong chưa nào? Bắt đầu xong chưa? Sẵn sàng. Qua đâu? Đây đây anh cứ sẵn sàng đi. Sẵn sàng nào. Bắt đầu. Đội của Khoa và Puka không có cơ hội để phục thù đâu. Bởi vì em tin vào khả năng ngậm của em là vô tận. Khả năng ngậm của em là vô tận. Trận đấu kết thúc. Đội bạn không chịu được 1 giây như vậy. Và tôi tuyên bố đội chiến thắng trong cuộc đấu ngày hôm nay là đội Puka. Yeah. Kết thúc trận đấu. Bắt tay. Bắt tay giao hộ còn nước trong miệng không? Hết rồi. Không ngờ là đội này kém quá cơ. Mà tội Dũng quá anh Vũ ạ. Nãy giờ chưa được chơi anh ạ. Mà no quá uống hết chai nước rồi mà vẫn phun thôi.